xây dựng hạnh phúc hôn nhân cho riêng mình. Thì đôi bạn trẻ của chúng ta xin phép đôi bên gia đình xin tác hợp cho hai bạn được tên duyên chồng vợ. Và nhận được sự cho phép của đôi bên gia đình và đám cưới hôm nay cũng được xem là minh chứng thứ nhất cho tình yêu này. Và trong lúc này, MC xin tất cả toàn thể quý vị hãy cùng vỗ tay thật lớn, thật dày, thay cho tiếng pháo chúc mừng trăm năm cho đôi bên gương. Vâng, xin một tràng lớn tất cả quý vị ạ. Vâng, quý vị rất là nhiều. Đẹp gái quá. Đến thì có chỗ chưa con? Dạ. Có chỗ nào chưa? Trời. Ở đâu con đi mặc ở đâu? Dạ con ở nhà. Dạ hả?